Mình tên là Thùy Trang, hiện nay Trang sống ở Gò Vấp. Hôm nay Trang muốn chia sẻ với các chị em phụ nữ bí quyết để có một thân hình thon gọn và vòng eo lý tưởng. Từ trà thảo mộc thiên nhiên, đó là trà tam diệp thế hệ 2 của công ty trà Hùng Phát. Các bạn đừng lo ngại vì loại trà này rất dễ uống, có vị ngọt tự nhiên của thảo mộc. Sau khi sử dụng lâu dài, chị em mình sẽ có một làn da thật mịn màng. Sau khi uống mình vẫn tràn đầy năng lượng mà không gây mệt mỏi chút nào, cho nên đừng ngại ngùng khi sử dụng nhé. Các bạn có biết không, lúc trước mình có thân hình rất là tròn trịa và vòng eo to quá khổ. Vì vậy nên mình không tự tin mỗi khi bước chân ra đường. Rồi tình cờ một hôm Trang gặp lại cô bạn, lúc ấy Trang buộc miệng hỏi rằng: tại sao lúc nào Hương cũng giữ được vóc dáng đẹp vậy? Hương vui vẻ nói với mình: Trang hãy uống trà tam diệp thế hệ 2 đi, sẽ có thân hình đẹp như Hương thôi mà. Và thế là Trang đã ra nhà thuốc Tây mua về để uống. Khi uống được hộp thứ 3 thì số cân của Trang đã thấy thay đổi một cách rõ rệt. Đến hộp thứ 6 thì trong vòng 2 tháng Trang đã giảm được 6kg, từ 55kg xuống còn 49kg. Sau khi đã đạt được hình thể nhất định thì Trang duy trì mỗi ngày uống 2 gói để không tăng cân trở lại. Sau này Trang rất hạnh phúc và vui lắm. Mỗi khi gặp gỡ bất cứ ai cũng đều được họ khen ngợi. Nên bây giờ Trang rất tự tin để gặp gỡ bất cứ mọi người. Và Trang cũng xin gửi lời tri ân đến công ty cổ phần trà Hùng Phát đã cho ra đời sản phẩm trà tam diệp thế hệ 2, hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhờ đó mà trong bao năm qua đã làm thay đổi cuộc đời Trang, đã cho Trang có một diện mạo mới, tự tin và quyến rũ hơn. Trang đã tin dùng, các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay mua về để uống, sẽ cảm nhận từng ngày thay đổi trong bạn.